Chào mừng toàn thể các bác quay trở lại với video tiếp theo của em nhé. Hôm qua thì em bị lỗi kỹ thuật nên là không thể lên được video cho các bác. Mong các bác hết sức thông cảm. Hôm nay thì em lên video để thanh lý cái đống hàng lỗi này nhé. Đấy, một cái đống hàng lỗi này. Em dọn nhà để cho nó gọn đi. Thì các bác có thể mua về đam mê sửa chữa hoặc là các bác về các bác sửa để dùng. Có thể bác quan tâm đến mã nào có thể liên hệ với em theo số điện thoại 0986 425 823 em có để ở trên màn hình nhé. Các bác nếu có kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh nếu bác nào chưa đăng ký kênh. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Rồi đi vào từng sản phẩm một này. Thì ở đây em có mấy chiếc đồng hồ khóa lắc. Mấy con này thì về cơ bản thì nó vẫn còn đầy đủ quả lắc và một số con thì nó tép thì nó không lên. Có những con thì nó lên nhưng mà nó chạy nó không được hoàn chỉnh. Đó, thì em sẽ đi vào từng chi tiết. Như con này thì nó bị han cái chân, để em zoom vào các bác. Đó, một bên chân nó bị han nhé. Đó, cái chân bên này cũng bị đen này. Còn về hình thức của nó thì vẫn còn tương đối ổn. Con này thì mặt của nó là bằng bằng nhựa nhé, số nổi này. Nhựa số nổi, hình thức còn khá là mới. Khung thì khung gỗ thịt nhé. Nó cũng bị trầy chóc một vài cái chỗ nhỏ nhỏ như này. Đó, các bác mua hàng thì các bác lưu ý giúp em. Ở dưới này thì kính có một cái đường chỉ này. Mấy cái con này thì em sẽ đo qua để các bác, còn những cái mã đơn giản thì em bỏ qua nhé. Con này chiều dài của nó là 395 này. Đó, bề ngang của nó là 26 này. Độ dày của nó được 9 cm. Độ dày 9 cm. Rồi tiếp tục em lại vào cái mã xả số 21 nhé. Mã này em gửi đến các bác 700.000. Quả lắc vẫn đủ nhé. Rồi tiếp theo là một chiếc của Seiko này, Sonula. Con này thì lắc vẫn đầy, lắc sừng nhé. Con này thì lắc sừng này. Đó, chạy lắc sừng. Mặt thì chóc cái đường đường viền này. Đó, còn cái mặt số của nó thì vẫn còn tương đối ổn. Con này thì hình thức cũng khá là mới. Đó, em lắp pin vào thì nó không thấy nó chạy một hồi nó hết trớn thì nó không biết ở chỗ này cái chân pin bên này nó bị han thì nó có bị đứt không. Còn chân bên này thì vẫn còn mới này, chân bên này thì nó bị han này. Rồi mã số 2 này em gửi đến các bác con này chiều dài của nó là 42 này. Bề ngang của nó là 26 25 năm. Độ dày là 8,5. Mã xả 21. Tiếp theo cũng là một chiếc của Seiko Sonola này. Con này thì cũng chạy lắc sừng nhé, cũng chạy lắc sừng. Con này thì hình thức nó cũ hơn một chút. Kính vẫn được đầy đủ nhé. Con này thì cái tình trạng của nó này, cụt mất chân pin nhé. Đó, cụt mất chân pin và cái phần nhựa ở chỗ này nó cũng bị bay mất. Con này thì gửi đến các bác 600.000. Còn mã số 23 này gửi đến các bác 600.000. Tiếp theo là một chiếc con này thì thương hiệu thì rất là khó đọc. Đây,
hình thức của nó. Con này thì bị han mất chân pin nhé, han chân pin đó, quả lắp vẫn đầy đủ nhé. Máy transistor đó, hình thức thì còn tương đối này. Con này thì kính ở dưới là kính kính hoa, kính ở dưới kính hoa này. À, nó kính kính kiểu mài cửa sổ, còn ở bên trên là kính phẳng nhé. Con này thì kích thước của nó cũng tương đối, con này dài 37, ngang của nó 25, độ dày của nó là 9 cm. Con này nếu mà về các bác vệ sinh cái chân pin, các bác hàn lại cái chân pin là chạy ok. 24 gửi đến các bác 800.000. Rồi tiếp theo là mã số 25 này. Con này máy của Takano. Đó. Chân pin thì một bên nó cũng bị cụt mất cái dây này. Quả lắp vẫn còn đầy đủ nhé. Máy Super Casio Electric Chicken. Con này thì mặt nó hơi cũ một chút theo thời gian. Đó, có mã số mã hiệu đây. Con này mặt trên của nó là kính cong, ở dưới là kính hoa nhé. Mã số 25 này gửi đến các bác 650.000. Về các bác tút tát lại. Tiếp theo là một chiếc Seiko này. Con này còn khá là đẹp. Con này em còn chưa thử nữa này. À, con này bị cụt mất chân pin nhá. Nó bị han chân pin này. Đấy. Mặt ở bên trong của nó thì còn khá là mới. Nhưng mà do quá trình nó hết pin, người ta không tháo pin ra, ở bên trong này vẫn còn rất là sáng nhé. Em zoom vào cho các bác tham khảo này. Đó, ở bên trong rất là sáng luôn, mặt mũi sạch đẹp. Ở bên kính tròn, kính tròn là kính cong, kính dưới là kính hoa này, vẫn còn đầy đủ. Mã số 26 này em gửi đến các bác 800.000. Con này hình thức còn khá đẹp. Rồi tiếp theo cũng là một chiếc Takano này. Con này cũng giống con trước em vừa giới thiệu xong. Đó, con này mặt cũng còn rất là sáng nhé. Đó, mặt mũi còn rất là sáng, đầy đủ gông lắc này. Con này thì chân pin một bên nó vẫn còn sáng, còn một bên thì nó bị han nhé. Về các bác thay chân pin là ok. Ở đây là mặt đằng sau của nó này. Thành vách vẫn còn rất là ok nhé. Rồi, con này em cũng gửi đến các bác giống con này nhé. Đấy, hai con này giống nhau, con này sáng hơn một chút. Mã số 27 này, 650.000. Đấy, đây em còn 7-8 con quả lắc nhé. Rồi tiếp theo thì sẽ tới mấy cái con ở đây còn hai con quả lắc này giới thiệu đến các bác luôn. Hai con này là pin điện nhé. Hai con này pin điện này. Con này thì nó kích thước nó nhỏ hơn một chút. Đây, sẽ lắp pin vào thì không thấy hoạt động. Đó, con này dùng pin đại nhé. Pin đại.
kiểu giả đồng hồ cơ ạ. Đây là mặt đằng trước của nó này, Citizen còn khá là đẹp hình thức. Rồi con số 2, con số 2 là một con của Casio, con này thì không nhựa, khá là mới luôn, khá là mới nhé. Con này hình thức khá là đẹp nhưng mà cũng dùng pin máy trung điện nhưng mà lắp pin vào đây thì các bác có thể nhìn thấy là cái chân pin này nó bị han này. Đó, còn cái phần loa này, test đó, test nó vẫn lên nhá. Còn cái phần này thì em lắp pin vào nó không lên nhá. Đó, đây là cái phần loa nó vẫn chạy nhá. Các bác nào sửa được cái này thì là rất là ok luôn. Con này khung rất là mới luôn, sáng đẹp. Một cặp này em gửi đến các bác. Đấy, gửi đến các bác hai cái con này là mã số 28 nhé, 650.000. Đó là hai con này. Nguyên hai con này từng shop với ship là đã gần 100.000 rồi này. Rồi tiếp theo là mấy cái mã đồng hồ bình thường. À đây còn hai con chuông nữa, hai con nhạc. Ở đây nhá, con này đấy, cái phần kim này nó bị lỗi này. Đó, nó bị lỗi cái phần bánh răng hay gì đó. Đấy, về các bác nào sửa được thì các bác lấy nhá. Con này thì nhạc nó vẫn phát, vẫn chạy bình thường. Con này nó bị kẹt trong quá trình vận chuyển ấy, nó bị kẹt bánh răng hay gì đó thì các bác có thể sửa nhé. Đó là con Citizen chạy sóng radio này. Rồi con thứ hai cũng là một con Citizen, con này thì máy chạy hai kim vẫn chạy bình thường nhé. Nhạc thì test thì vẫn lên này nhưng mà tròn giờ nó không có phát. Đó, máy vẫn chạy bình thường, máy và lắc vẫn hoạt động bình thường nhé. Con này hình mặt trời này, lắc của nó vẫn chạy bình thường. Đó, khi mà tròn giờ ấy thì con này nó không có phát nhạc. Máy thì chạy máy quách, máy bình thường, không phải sóng radio. Đó, khi mà xoay đến phần nhạc của nó thì nó tròn giờ, nó không có phát nhạc nhé. Thì cặp này em thanh lý cho các bác là mã số 29 này, 29 là 500.000. Rồi tiếp theo là các cái mẫu đồng hồ. Ở đây thì em có hai, một chiếc của ba chiếc chạy sóng radio nhé. Con này thì của Seiko này, mặt hình như có dạ quang nhưng mà con này lắp pin vào thì không thấy lên. Đó, hình thức còn khá là mới nhé. Vỏ gỗ này, con này cũng vỏ gỗ này. Đó, con này cũng vỏ gỗ, con này của Simler. Đấy, không vuông. Con này là một chiếc Seiko dạ quang nhé, Seiko mặt dạ quang. Đó, đưa pin vào cũng không thấy gì. Đó là ba chiếc, ba chiếc này hình thức khá là đẹp, khá là mới. Mã số 30, 300.000. Rồi tiếp theo này, một chiếc hình bát giác của Seiko. Đấy, một chiếc hình bầu dục của Maruman này. Mấy chiếc này khung gỗ hết nhé. Một chiếc này khung gỗ này, vuông. Con này thì không thấy ghi thương hiệu. Đó, máy thì rất mới. Em đưa pin vào xem nó có lên. Không thấy chạy nhé. Ba chiếc
3 chiếc này gửi đến các bác 200.000. Mã số 31. Rồi mã tiếp theo này. Mã tiếp theo 3 chiếc. Đó, con này thì thiếu lắc nhé. Con này thì thiếu lắc này. Hai con này thì đủ lắc. Lắp pin mà không thấy gì. Đấy, con này thì đó, bằng nhựa nhé. Ba con này thì bằng nhựa hết này. Con này Seiko Laser. Rồi ba chiếc hình bát giác quả lắc này thì gửi đến các bác 350.000, mã số 32. Rồi mã tiếp theo là 4 chiếc nhé. Một chiếc Seiko này. Con này không biết có con nào còn chạy không. Có những con thì em để lâu test nó không có thấy chạy. Đó, hai chiếc Seiko này. Rồi cho hai con tròn này. Hai con tròn, hai con một chiếc của Mark này. Con này mặt trước là gỗ thịt. Ba chiếc. Ba chiếc, một chiếc Seiko nữa, bốn chiếc này. Một chiếc Citizen. Ở đây có 3 chiếc khung gỗ, 2 chiếc nhựa này. Năm chiếc này gửi đến các bác mã số 33. Rồi mã tiếp theo, ở đây thì có mấy chiếc máy pin nút áo nhá, em không có pin nên là hên xui. Con này thì mất cái nắp bịt này. Đó. Con này thì pin nhỏ này, pin nút áo pin nhỏ. Con này hình bầu dục. Con này có đèn nhá. Không phải, con này không có đèn. Con này chỉ có, không biết là mặt nó có dạ quang hay không. Trông thì giống vẻ có đèn. Rồi 4 con này. Mã số 34 này. 300.000. Mấy con này về các bác mà thay pin được là nó lên. Đó. Không có pin thôi, có pin thay là nó lên. Rồi tiếp theo là đây có một chiếc Citizen khung gỗ này. Con này lắp chân pin nó bị han nhé. Đấy, chân pin bị han. Con này cũng khung gỗ này. Một con Casio chạy sóng radio này. Con này cũng khung gỗ luôn này. Rồi ba con này em gửi đến các bác 250.000. Mã số 35. Rồi mã tiếp theo là một ở đây có 3 chiếc này. Một chiếc Citizen. Một chiếc của Seiko này. Ba con này đều khung gỗ nhé, khá là nặng. Đó, máy ba con này đều là máy phát nhạc. Con này khung gỗ rất là đẹp. Con này thì hơi chảy chóc một chút.
con này còn đẹp nữa này, con Seco khung gỗ thịt còn khá là mới, lắp pin vào thì không thấy gì. Rồi mã số 36 này gửi đến các bác là 450.000. 3 chiếc này khá là đẹp nhưng mà lắp pin vào thì không thấy nó lên. Rồi mã tiếp theo, ở đây là 3 chiếc khung gỗ nhé. Con này thì máy nó hàn này, cây này là kính nó bụi thôi. Đó, kính nó bị bụi thôi. Một chiếc Citizen khung gỗ khá là nặng. Con này khung gỗ rất là đẹp. Khung gỗ rất là đẹp nhé. Mã số 37 này gửi đến các bác 350.000. Đó, các bác mua về các bác thay máy. Rồi tiếp theo là một mã nữa này. Ở đây có một con Seco. Con này thì máy transistor nhưng mà nó bị hàn chân pin nhé. Đó, hàn chân pin. Và cái phần kính này, kính này nó bị nứt góc rồi nhá. Trong quá trình vận chuyển nó bị nứt góc. Một chiếc Seco, con này thì các bác về thay máy này. 3 chiếc này gửi đến các bác. Mã số 37 này. 250.000. Đó, là các cái mã này em thành lý để dọn kho nhé. Các bác lấy mã nào thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại 0986 425 823. Chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.